Dạ vâng, em chào tất cả các bác Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mận Auto Sài Gòn Trong video clip ngày hôm nay Em sẽ làm một video để sau chi tiết nội thất của hai con lọc nguồn PT1000 Để cho tất cả các bác cùng xem được chi tiết nội thất bên trong của những con lọc nguồn này nhé Như anh em và các bác cũng đã biết rồi Lọc nguồn đối với dàn âm thanh của chúng ta Nó đóng một vai trò cực kỳ là quan trọng Trong audio thì người ta hay quan niệm như thế này nhất điện nhị phòng tam phòng tứ kệ thì điện nó đóng một vai trò rất là quan trọng đối với những thiết bị audio giúp thiết bị của chúng ta hoạt động trơn tru hoạt động được hoàn hảo hơn hạn chế được sự mò ve sôi sạc và tất nhiên tuổi thọ thiết bị của chúng ta sẽ bền bỉ hơn và được lâu dài hơn nhé đây là hai con lọc nguồn bên em về cũng tầm khoảng được một tuần rồi và em bán gần hết rồi trên đây chỉ còn à, 2 4 6 8 con nữa thôi như các bác 8 con nữa thôi hai mô đen mô đen là 6 thông số này mô đen 1 thông số nhá em sẽ giới thiệu sơ lược về hai dòng này và sau đó đi vào chi tiết nội thất ở bên trong hai con này nó đều sử dụng là 10 ổ cắm 4 ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ là nó xài chân dẹp này và 6 ổ cắm tiêu chuẩn quốc tế thương hiệu là Audio Way, mã là PT1000. Con này nó sẽ hiển thị chỉ số vô ở đây và nó sẽ có hai công tắc, công tắc 1 và công tắc 2. Hai công tắc điều khiển hai hàng ổ cắm riêng biệt nha các bác. Nên các bác cắm bên trái này thì mình bật bên trái lên, cắm bên phải thì mình bật bên phải lên. Hàng ổ cắm nào mình không sử dụng thì mình uh, tắt đi nhé Rất là đẹp nha các bác, thiết kế vỏ phải nhôm. Và con này thì nó sẽ chạy là 6 thông số nha các bác Trị số V, trị số A Watt này Đây là trị số Watt nha Những thiết bị của mình cắm vào Bao nhiêu Watt thì nó sẽ báo ở đây Tần số 49Hz kWh và hệ số công suất nha bác Nó hiện thị nhiều thông số hơn Và mã sản phẩm là d 852058 này Thương hiệu là audio way rồi và bây giờ em sẽ quay chi tiết nội thất ở bên trong để cho tất cả bác cùng xem. Thứ nhất đây là con 6 thông số nhé. Mắt đèn của nó này. Và chi tiết nội thất ở bên trong. Hai hàng ổ cắm và hai dàn lọc. Thiết kế là vị lọc nha các bác. Con này thì em đã có video test rồi, lọc rất là sạch và em đã phân phối rất là nhiều cho tất cả bác rồi nhé. Dây điện này thì tải rất là lớn nha Tải là 600V đấy Con lọc nguồn này à Công suất chịu tải của nó tối đa là 3.200W nha các bác. Đó các bác cân đối thiết bị của mình để mình sử dụng cho nó phù hợp. Thường các dàn âm thanh bại của các bác thì công suất nó dưới 1.000 thôi. Nên các bác mua những con lọc nguồn này về xài rất là ok và rất là đảm bảo nhé vừa tạo độ sang trọng cho dàn âm thanh của chúng ta vừa xem được những cái chỉ số này và vừa lọc sạch dòng điện rất là tốt cũng như là tăng độ thẩm mỹ dàn âm thanh của chúng ta hai công tắc này điện vào là từ 100 cho đến 240V tức là nó vào là điện bao nhiêu nó ra bấy nhiêu nhé các bác cắm 100 thì nó sẽ ra 100 cắm 120 nó ra 120 cắm 220 nó ra 220V và đây là cầu trì nha các bác, cầu trì. Quá tại 15A thì nó sẽ tự động nhạy cầu trì để bảo vệ lọc nguồn cũng như là bảo vệ tất cả thiết bị audio của chúng ta. Đó, chi tiết nội thất của con 6 tông số nha các bác. Và bên này là chi tiết nội thất của con mộ tông số, trị số vô. Đó, điện đi vào nha các bác. Đây, bên trong. Con này thì nó không tháo ngang ra được Nên em chỉ có tháo hai bên thôi nhé Các bác nhìn là thấy ở bên trong rồi Nó cũng sử dụng là vị mật lọc nha các bác Đó, công tác này Và đây là chi tiết mắt đèn Mắt đèn của con một thông số này thì nó đơn giản hơn Con 6 thông số rất là nhiều nhé Đây, con 6 thông số này còn con này nó chỉ thiết kế đơn giản hơn thôi. Đó, chất lượng lọc thì khá là giống nhau Đó em đã test rồi Hai con lọc khá tương đồng nhau Và em sẽ báo giá hai con lọc nguồn này cho tất cả bác tham khảo luôn nha Con bộ thông số giá bên shop em phân phối là 1 triệu 150 ngàn Còn con 6 thông số này Bên shop em phân phối là 1 triệu 550 ngàn nha Giá bên em đã bao ship nha bác thì uh, sản phẩm em có nhiều còn ít nữa thôi nên bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé số điện thoại zalo duy nhất của em là 0969569157 nhé rồi em chào tất cả bác hẹn các bác ở các video tiếp theo những bác nào chưa đăng ký nhấn đăng ký nhấn like để ủng hộ bên em nhé rồi em xin cảm ơn tất cả bác rất là nhiều